và mình sẽ nhún cái độ êm ái của chiếc xe nhé. Đây. Chào mọi người nhá, hôm nay mình sẽ tiếp tục quay video về chiếc xe go-kart chạy điện này. Đấy, chiếc xe này thì mình đã hòa đến ngày hôm nay là mình đã hoàn thiện gần như là đầy đủ các cái phần về phần khung vỏ rồi. Đấy. Chỉ có chưa mài rũa thôi, còn đâu hiện tại phần thô là phần khung vỏ là đã ok rồi. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ đi về phần đấy, về hình đấy bên ngoài chiếc xe này, sau đó đến phía trước là bộ càng A này, thụt giảm sóc này, đấy, thước lái này, càng A này, đấy, đây là càng phía trước này, đấy, phía trước, sau đó đến là hệ thống đèn vô lăng này, vô lăng này, đấy. Đây là chỗ để cần tiến lùi này. Còn đây là hệ thống chân ga, chân phanh này. Đấy, chân ga điện này. Và chân phanh dầu có khóa hãm này. Chống trôi xe, giống như chức năng giống như phanh tay. Đây là ổ khóa này. Cần tiến lùi, cần gạt, các kiểu đèn còi xi nhan này. Đây là hai quả ghế này. Hai quả ghế này thì nó hơi khác nhau chút, khác nhau về màu sắc. Đó, phía sau này, phía sau thì mình đấy, làm cái thùng kiểu bán tải để có thể chở đồ này, hoặc có thể là 2-3 người ngồi ở đằng sau cũng vẫn ok. Khi mà nếu đông người ấy, nó có thể ngồi ở phía sau này thoải mái luôn, mà ngồi phía sau này càng sướng. Đây là con động cơ điện này, động cơ điện 48V 850W kèm số phụ này. Ở đây còn số phụ mình chưa lắp, ngày mai mình sẽ lắp luôn cái số phụ này, xong rồi mài rũa chiếc xe này. Đấy, đây là đây là bộ bình ắc quy này. Ở đây là có 4 bình ắc quy 12V 24Ah, vậy là hệ ắc quy 48V 24Ah. Đấy, gắn ở phần sau xe. Đấy, đây là bộ rằng cầu kiểu chữ M này, 8 rô tim mắt trâu, chạy thụt giảm sóc của xe thồ nhá, không cứng quá cũng không yếu quá. Đấy, phía sau mình đã be rồi này, be tôn này, găm để thùng này. Đấy. Ngày mai mình sẽ mài rũa cho nó đẹp hơn. Và sau khi mài rũa thì mình sẽ sơn chiếc xe này.